Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. CBR250ER Trung Quốc nhái, sử dụng cái động cơ là 450cc, có mức gia sốc. CBR250ER Trung Quốc nhái thiết kế y hệt như cái chiếc Honda CBR250ER của Nhật Bản. Xe được sản xuất tại Trung Quốc với tên gọi là Philly 4/10. Dù đã cố tình copy y thiết kế của mẫu CBR250ER đang rất khó thị trường Việt Nam, nhưng cái mẫu xe đến từ Trung Quốc vẫn mang một diện mạo là khá thô kệch so với bản gốc. Philly 4/10 được trang bị có động cơ SOC sinh đôi với dung tích là 450cc, sinh ra công suất đa là 30 mã lực tại vòng tua máy, 7.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 33.5 Nm tại vòng tua máy, 6.500 vòng trên phút, hộp số là 6 cấp. Cái động cơ của 250cc trên cái chiếc CBR250ER sinh ra công suất đa lên tới là 38 lực. Ngoài ra, cái mẫu CBR250ER nhái còn được trang bị hệ thống phanh đĩa đôi ở phía trước cùng với đĩa đơn ở phía sau, đi cùng hệ thống chống bó cứng phanh ABS đầy đủ. Với dung tích bình xăng lớn 14 lít, cái trọng lượng xe dừng ở mức 156 kg. Xe dùng cái lớp là lớn hơn so với cái chiếc CBR250ER hàng xịn. Cụ thể, lớp trước có kích thước 120x70x17, lớp sau 160x60x17. So với phiên bản gốc thì là 110x70x17 cho lớp trước và 140x70x17 cho bánh sau. Nhìn từ trên cao xuống, cái dòng xe này rất giống với cái chiếc Honda CBR250ER đến từ Nhật Bản. Philly 4/10 được trang bị cái phục ốp đầu và phanh đĩa đầu ở phía trước, đi kèm hệ thống chống bó cứng ABS trước lẫn sau, khá bất ngờ. Dù được trang bị động cơ có dung tích gấp đôi của cái chiếc Honda CBR250ER đến Nhật Bản, nhưng công suất vẫn thấp hơn là 30 so với là 38 lực trên cái chiếc CBR250ER hàng xịn. Và các chi tiết trên cái dòng xe nhái này chưa có được những sự tinh xảo, cảm giác là rẻ tiền. Nhìn ngang cái mẫu xe đến từ Trung Quốc chưa thực sự đẹp, vẫn còn kẻ khúc là không đồng đều. Và giá của chiếc CBR250ER Trung Quốc được rao bán dừng ở mức chỉ có 39 triệu đồng. Mức giá này cũng rất sốc mà không sốc khi mang thương hiệu đến từ Trung Quốc. Cảm ơn bạn đã theo dõi này là cái tiếp, nhớ like, share, subscribe.